Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog nguyenamthang.com. Và đây là một số những thông tin cập nhật về các cái dự án tiền điện tử. Và như chúng ta thấy rằng là trong ngày 23 ngày hôm nay, là vào 20 giờ tối đến 20 giờ 30 tối, chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến GDP của quý 4, liên quan đến trợ cấp thất nghiệp lần đầu, liên quan đến tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ. Và chúng ta cũng có thể quan tâm thêm những cái thông tin về chỉ số tiêu dùng, về doanh số GDP, về giá CPI, về CPI lõi. Đây là một số những thông tin cập nhật để chúng ta thấy rằng những cái tổng quan về thị trường Mỹ, bởi vì nó là một trong những thị trường làm cho cái chứng khoán cũng như là tiền điện tử cryptocurrency sẽ có cái dao động. Và nếu như không có gì thay đổi theo như đúng dự đoán ấy, thì chắc là thị trường nó cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà thường thường trước những cái thông tin về chỉ số CPI, CPI lõi ấy, thì bao giờ nó cũng có cái dấu hiệu tăng trưởng một chút và sau đó là có cái dấu hiệu đi xuống. Thì đấy là một số những cái thông tin chúng ta nhìn thấy xung quanh, bởi vì thường thường những cái thông tin sẽ không bao giờ trùng khớp đối với những cái thông tin dự đoán tuyệt đối. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái phản ứng của thị trường như thế nào. Một cái thông tin nữa đó là về cái P Network. Thì chúng ta thấy có một cái nền tảng web di động, nó sử dụng cái nền tảng web web to earn ấy. Thì đây là một cái dự án không hề mới, nó chỉ mới khi và chỉ khi chúng ta thấy rằng nó tích hợp cái API lên trên cái P Network mà thôi. Điều này có nghĩa là rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị thấy rằng cái dự án Carbon Browser nó sẽ tích hợp cái SDK của P vào trong cái dự án này. Cái việc nó tích hợp cái SDK của P trong này, tức là chúng ta khi mà trình duyệt web trên cái website này á, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng P để thanh toán một số những cái sản phẩm mà Carbon Browser cho phép. Thì ngoài Carbon ra thì trước chúng ta cũng có nghe rất nhiều đến cái Brave. Cái Brave này là chúng ta sẽ kiếm cái token BAT, BAT hay đồng BAT đó. Thì với cái Carbon này nó cũng vậy, nó cũng sẽ tạo ra một cái token riêng của nó. Nó có tên mã là CSIX. Thì đây là cái token đại diện cho cái sản phẩm Carbon. Thì nhìn tổng quan là chúng ta thấy rằng là cái Carbon này nó khá giống cái đồng Brave. Cái dự án Brave, cái lướt web Brave, thì chúng ta lướt web bằng Brave chúng ta sẽ kiếm được đồng BAT, chúng ta lướt web bằng cái Carbon thì chúng ta kiếm được cái đồng CSIX này. Thì cái ưu điểm của hai cái sản phẩm này, thứ nhất là nó có cái tốc độ phản hồi nó nhanh hơn so với Chrome hay là Safari, và đặc biệt đối với Carbon nó có cái tốc độ phản hồi là 0.5 giây, nó nhanh rất nhiều so với cái Brave. Và ngoài ra là nó sử dụng các cái VPN tường lửa này, hoàn toàn miễn phí này, nó chặn các cái quảng cáo này, những cái quảng cáo mà chúng ta xem chúng ta sẽ cảm thấy nó khó chịu. Thế nhưng mà các bạn phải biết rằng là nếu như không có những cái quảng cáo đấy thì sẽ chẳng bao giờ có những cái website mà để chia sẻ những cái thông tin miễn phí cho các bạn đâu. Cho nên là cái gì cũng có cái giá trị, cũng có cái lợi ích của nó. Nếu như các bạn muốn những cái thông tin miễn phí và có giá trị, rõ ràng người ta sẽ phải đặt quảng cáo lên để người ta lấy cái số tiền thu về, người ta mới có động lực người ta làm được. Còn các bạn, cô chú anh chị và các bạn sử dụng cái này thì chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ bị cái sự quản lý chung của Carbon, của Brave, nó có những cái chính sách riêng của nó. Tất nhiên chúng ta có những cái lợi nhuận riêng. Rồi thì đây, Thắng đã tải và Thắng đã đăng nhập thử vào cái giao diện browser của cái Carbon. Thì chúng ta thấy rằng nó có cái phần coming soon ở đây, là phần sắp tới ấy, là nó sẽ có thể tích hợp ví này, có thể staking này, có thể swap, có thể là làm cầu nối. Đó, thì cái cầu nối này là Thắng, nếu mà Thắng nghĩ rằng nếu P nó được tích hợp SDK thì cái phần bridge này nó rất là quan trọng để nó đổi từ tiền token chính của nó sang P, hoặc từ P sang cái token chính của nó để nó tạo thanh khoản. Đây là một cái bước đi rất thông minh của cái đồng của Carbon này. Ngoài ra thì nó cũng tích hợp một số những cái tính năng khác như là cái icon đăng nhập nhanh của ChatGPT, của Ethereum Service này, cái tên miền này. Chúng ta có cả Axie Infinity, có cả PancakeSwap. Chúng ta có thể vào thử, rất đơn giản thôi, mình kích vào thì là nó vào cái PancakeSwap thôi. Thì đây là chúng ta có thể swap, nó như kiểu một dạng cầu nối ở giữa. Nó tất nhiên rồi là nó sẽ ăn cái tiền chênh lệch, và nó sẽ không ăn một mình mà nó sẽ chia sẻ lại cho bạn bằng cách họ trả cho bạn cái token CSIX này. Và thì bạn lướt web càng nhiều thì bạn nhận được cái token này càng nhiều. Đây là như vậy thôi. Thì Thắng nghĩ rằng chắc là sau cái việc mà đưa ra những cái thông tin về cái tích hợp SDK vào trong cái ứng dụng của họ, thì cái lượng người dùng của P chắc chắn họ cũng sẽ đổ sang họ sử dụng cái ứng dụng này.
thì thắng cũng có thể tải về rồi, thắng có thể sử dụng một thời gian xem nó có tăng được cái token này lên không. Thì ở trên trang CoinGecko thì cái token này nó có cái xếp hạng là 1404 với cái khối lượng market cap đâu đó khoảng 3,8 triệu, và khối lượng market cap mà nó bị pha loãng là 696 triệu ấy. Thì cái khối lượng giao dịch hiện tại là hơn 2 triệu đô và nó có cái all time high là 40.42 đô la Mỹ, hiện tại cái mức giá của nó là 0.09, tức là cao hơn một chút so với cái ngưỡng thấp nhất là 0.078. Thì đó, thì chúng ta có thể nhìn vậy, còn thực tế ra mà mình để đánh giá được cái dự án này nó có tiềm năng hay không thì có, nếu như các bạn tin vào VNetwork thì các bạn sẽ thấy rằng cái dự án này nó tiềm năng. Các bạn là anti-P thì các bạn thấy cái dự án này nó chẳng có cái tác dụng gì cả, nó cũng chỉ như là một cái đồng coin bình thường thôi. Chuyển sang một số những thông tin cập nhật về SEPMOON thì mới đây Coinbase nó có đăng một cái hình ảnh, một cái đoạn video ngắn về cái ngày 23 tháng 2 năm 2023. Thì cái hình ảnh nó cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái chấm màu xanh nước biển. Tuy nhiên thắng thấy rằng là có SEPMOON họ có trả lời cho cái Coinbase nó cũng dùng một hình ảnh rất là đẹp của SEPMOON, và Coinbase nó đã trả lời SEPMOON là thật là mê hoặc. Thì cái này nó lại bắt đầu rộ lên một cái tin là liệu có khi nào mà Coinbase sẽ list cái token SM không. Thì nếu cái điều này xảy ra thì thằng nghĩ rằng nó rất là lớn đối với cái tokenomics của SEPMOON, đó là mua giao dịch trade and burn ấy, thì nó sẽ có thể đốt token một cách nhanh hơn. Thì tuy nhiên cái điều này nó có xảy ra không thì không biết, đây đơn giản chỉ là hai cái Twitter trên mạng, Twitter nó reply nhau thôi chứ nó không có bất cứ một cái thông tin xác thực nào rằng SEPMOON sẽ được list lên trên Coinbase. Chuyển qua về việc đốt token thì trong vòng 24 giờ qua thì có hơn 6.247.000 đồng token SEPMOON đã được đốt. Trên SEPMOON Globit chúng ta thấy cái mức giá của SEPMOON hiện tại đang là 0.0027. Chúng ta có một số những thông tin về DEX volume, về transfer, về cái dung lực mua bán, chúng ta có về tổng cung, đó là những cái thông tin mà chúng ta thấy nó có. Và chúng ta có cả những cái thông tin khác về cái swap and involve ngưỡng 78 và hiện tại đang ở đâu đó 16.5% mà thôi. Là những cái thông tin cập nhật nhanh về SEPMOON. Còn lại những cái thông tin nào về SEPMOON mà có trong thời gian tới, còn bây giờ chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu là về cái card thôi, cái SEPMOON card thôi. Khi nào ra mắt SEPMOON card nó có cái tác dụng gì nhiều không về cái tokenomics. Rồi, còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.